Thì mấy anh em vô tới bờ rồi các bạn. Thì giấc này cũng sáng sáng sớm. Chút xíu nữa mình đợi đò lại rồi đem cái đi căng các bạn. Thì mình quay cảnh giấc sáng sớm cho mấy anh em xem ha. Đây vỗ ông bạn đầu sau lấy. Thì ở đằng kia xa xa kia thấy có chiếc ghe lưới gì đây, lưới bao các bạn, mới lấy neo xong. Mới thả neo các bạn, chuẩn bị thả neo ở trong mới ra. Mấy chiếc câu mực các bạn ở ngoài mới câu vô, nãy chạy ngang mình giờ mình chạy qua mặt vô mấy em, rồi mấy ông anh này mới vô sau à. Chiếc ổi với cơm này hồi hôm chạy chung với mình như vậy đó bạn, nãy cũng vô lượt với mình luôn nha. Chiếc này hồi hôm chạy vô chung với mình á. Giác này bệnh ngủ hết rồi. Cái này vô tới đây nè, sóng lắc quá trời luôn các bạn. Chỗ đó là mấy tàu của cảnh sát biển. Mình thấy có chiếc vỏ đò. Này mua qua ăn cá bè các bạn, mua cá ngăn chỉ, cá đồ, cá tạp đâu. Chỗ cá ăn ha. Quá này sóng lắc quá lắc luôn. Có được hết nha bạn. Chiếc neo cũng một dọc và 4-5 chiếc. Thank you.
chạy đi hơi sớm á, đường thì cũng hơi xa. Hồi hôm nay mấy anh em đổi rồi các bạn. Thì có một chiếc ghe cá cơm đang neo rồi các bạn. Cái ghe này ở mấy anh đang câu cá. Rồi lôi lên chiếc cái bọc luôn. Thì ghe quen nha các bạn. Xa xa đằng đó là mấy cái nhà nha các bạn, nhà trắng trắng kêu mũi ông đội á, đây mũi ông đội, đây nằm bên Phú Quốc, cảng An Thới, sáng mà vô cảng An Thới mà cân đồ á, đây thấy có mấy chiếc xà lan nó đang bơm cát, nó hút cát ngay làng lập đó cho sâu á, cho ghe tàu đầu chạy vô ra nó dễ các bạn. Cát thì nó bơm vừa nước vừa cát lên luôn, cát để nặng nó ở lại còn nước nó chảy ra ngoài. Như cái phun lên như cái mấy cái vòi rồng vậy các bạn, quá trời luôn. Ở trong mé đó mình thấy có cái chiếc gì rất là ngộ các bạn, cái turbo mà có cái cabin nữa. Turbo cái này chế lại làm chiếc xuồng ha, bè có cờ nữa các bạn, cái này chắc đi quánh lưới quánh ốc gì đây, quá độc đó các bạn. Nhà nhìn một kiểu với nhau luôn, nhìn rất là đẹp á, sơn hai màu trắng với màu xám. Tới mũi ông đội nha các bạn, đây qua cái vịnh này nữa là lọt vô là ra ngoài biển rồi. Thì hôm trước thì mình thấy mấy ghe câu mực, cái này chạy ra quá nhiều luôn. Mấy chiếc này thường lấy mình đi mình lên không hả các bạn.